Xin chào các bạn. Mới đây, đã xảy ra một câu chuyện hết sức hy hữu khiến nhiều người nghe phải sửng sốt về câu chuyện đó diễn biến như thế nào và kết thúc ra sao. Xin mời quý vị cùng đón xem trong clip sau đây. Mất gần 170 triệu đồng trong tài khoản khi đưa gái lạ về nhà. Đưa bạn gái mới quen về nhà trong thời gian giãn cách xã hội, nam thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị lấy mất gần 170 triệu đồng trong tài khoản cùng chiếc điện thoại iPhone. Ngày 20 tháng 8, Công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Lã Thị Ngọc, 28 tuổi, quê Bắc Giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo như cảnh sát, anh N được bạn bè giới thiệu làm quen với Ngọc sau khi cùng nhóm tụ tập ăn chơi. Khoảng 0 giờ ngày 16 tháng 8, anh N đưa cô gái về nhà mình ở quận Phú Nhuận. Đến trưa cùng ngày, N chuyển cho Ngọc 20 triệu đồng. Lúc này, cô gái đề nghị N chuyển cho mình thêm 20 triệu đồng. Quá trình N thao tác, Ngọc đã quan sát và nhớ được mật khẩu tài khoản ngân hàng. Lợi dụng lúc N ngủ say, Ngọc đã dùng điện thoại của nam thanh niên chuyển khoản 7 lần với số tiền 168 triệu đồng. Đến 5 giờ ngày 17 tháng 8, Ngọc bỏ về và lấy luôn chiếc điện thoại iPhone 8 của nạn nhân. Nhận tin báo, Công an quận Phú Nhuận vào cuộc điều tra. Sau 2 ngày truy xét, đội cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận đã bắt giữ Ngọc. Đứng trước tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, thế nhưng các cán bộ, chiến sĩ, đội cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận không ngại gian khó, nguy hiểm đã khám phá được 3 vụ án, đại diện Công an quận Phú Nhuận chia sẻ. Các bạn thân mến, đây là một câu chuyện hết sức hy hữu và đã để lại một hậu quả rất đáng tiếc. Qua đây cũng là bài học đắt giá cho tất cả chúng ta, nhắc nhở chúng ta sống cần phải có trách nhiệm, đạo đức và thượng tôn pháp luật.